xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Chúc các bạn một ngày mới tràn đầy năng lượng vui vẻ nha các bạn. Sáng hôm nay vẫn ngồi ngoài hành lang các bạn ơi, cảnh cũ người xưa, chim cũng hót líu lo các bạn ơi. Hôm nay những cái cây lan nó ra hoa đẹp quá chừng luôn à. Đây, hoa lan dendro tím trắng nha các bạn. Ở đây mình chiếu cho các bạn xem nè. Wow, cái gì mà nó mọc ở trong này dữ vậy ta. Ôi, hoa lan này nó thơm lắm các bạn ơi. Mình nghe cái mùi thoang thoảng nó thơm. Thành ra có mấy con kiến nó đu vô đây nè. Đó, mấy con kiến, mấy con côn trùng gì nó đu vô trong cái cánh hoa này các bạn. Ok, sáng hôm nay ngồi ngoài này mát mẻ lắm các bạn ơi. Tuy nhiên có tiếng máy bay nó hơi ồn. Ngồi đây thì có những cái tạp âm, các bạn thông cảm nha. Tiếng chim hót nè, tiếng gà gái nè, tiếng máy bay nè. Và những cái môi trường xung quanh người ta làm việc á, đôi khi nó ồn ào một chút, các bạn thông cảm. Rất mong các bạn ủng hộ kênh mình. Nếu ai xem qua video clip, nếu chưa đăng ký thì các bạn nhấn vào nút đăng ký để các bạn cập nhật được những video mới. Chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha. Các bạn ơi, sáng hôm nay mình chia sẻ một câu chuyện trong cái thời điểm này là tâm dịch bùng phát nha các bạn. Mà những hình ảnh rất là nhạy cảm liên quan tới cái người đàn ông đi vào siêu thị mini ở phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng đó các bạn. Giống như tất cả những người mà khách hàng khác thôi, đi vô siêu thị thì tự do mua sắm, tự do lựa chọn. Người ta có thể đi vòng quanh để người ta tham khảo những cái món hàng mà người ta thích, hoặc là cầm những cái món hàng lên người ta coi giá, hoặc là người ta đọc cái thông tin trong đó. Nói chung là khách hàng đi vô siêu thị thì người ta được tự do cái điều đó ha các bạn. Tuy nhiên ở đây có một cái điều đặc biệt mà camera quay lại, và đồng thời ở trên mạng Facebook của các bạn cũng lan tỏa cái hình ảnh này. Một người đàn ông này là thấy là bất thường, cho nên sau đó là những cái thông tin lan truyền trên mạng xã hội và mọi người rất là lo lắng. Trong cái thời điểm mà Đà Nẵng đang ghi nhận thêm những ca mới nhiễm Covid-19 nha các bạn. Người đàn ông này đi vào siêu thị thì mua hàng, thì các bạn biết rồi, đi vô thì người ta cầm gói hàng lên, rồi người ta đọc thông tin, người ta lựa chọn cái gì đó. Tuy nhiên có cái sự khác biệt mà gọi là đặc biệt, làm cho người khác hoang mang lo sợ. Khi ăn cầm những cái gói thực phẩm đó lên, giống là mì nè, bún là phở, là những cái hàng đồ khô đó các bạn, thì anh cầm cái gói mì đó lên và anh lấy nước miếng, anh chép, anh lấy tay, anh bôi quẹt tùm lum hết á. Thì cái clip đó được ghi nhận lại, camera cũng ghi nhận, và sau đó là có một cái clip là cũng lan tràn trên mạng, trên Facebook cá nhân ha các bạn, làm cho mọi người rất là hoang mang lo sợ. Thì sau đó là phía công an cũng nhận được cái thông tin như vậy và xác minh điều tra ở công an quận Hải Châu đó, xác minh điều tra ra một người thanh niên mặc quần sọt áo đen. Sau khi mà công an bên quận Hải Châu đó các bạn tiếp nhận thông tin thì họ có xuống kiểm tra ở siêu thị mini đó. Sau đó công an trích lục lại camera và đồng thời ghi nhận thực tế đó các bạn, qua tìm hiểu xác minh thì mới biết được anh này là mặc quần sọt áo đen đi vào siêu thị làm những cái hành động như vậy. Sau khi công an quận Hải Châu xuống kiểm tra đó các bạn, xác minh sự việc thì biết được anh này tên là Trần Hoàng Thiện, năm nay là 33 tuổi, trú tại là 442 đường Hoàng Diệu, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng nha các bạn. Thì anh này trước đây là có tiền sử bệnh về tâm thần nha các bạn. Thời gian trước thì anh được đi vào trại tâm thần để điều trị. Và khi tính tới thời điểm mà anh đi vào siêu thị thì anh mới vừa ra viện được 2 ngày. Các bạn ơi, người đàn ông này ra viện được 2 ngày thì chắc có lẽ tinh thần của anh là cũng là tốt hơn nhiều. Thì bệnh viện mới cho xuất viện. Nhưng mà những cái hành động của người đàn ông này khi mà vô siêu thị thì theo camera ghi lại đó, thì họ vẫn bình thường và cũng không có cái dấu hiệu gì bất thường hết á. Cho đến cái lúc mà anh bôi nước bọt lên những cái gói mì tôm, phở, hủ tiếu rồi đó các bạn, thì cái điều đó mới là bất thường và mọi người mới hoang mang lo sợ. Thì sau khi biết được là cái việc mà anh đi vô như vậy và anh không có cái ý thức nha các bạn, chắc lúc tỉnh lúc mê, lúc này mới ra viện được là 2 ngày thôi. Tuy nhiên người bị bệnh tâm thần thì họ bộc phát không biết lúc nào. Theo những cái comment trên mạng á, mọi người á, là chia sẻ rằng là người tâm thần như vậy họ nên ở nhà và đồng thời kiểm soát chặt chẽ của gia đình. Mà các bạn biết là tuy nhiên những cái người tâm thần á, cũng lớn rồi, đâu phải là luôn lúc nào cũng giữ ở nhà được. Chừng nào bệnh nặng mới đưa vô viện, hoặc là họ là tìm cách là cổng cửa khóa đồ an toàn thôi.
chứ còn bình thường thì cũng đâu có mà nhốt lại là 24 trên 24 được. Khi mà người đàn ông này tỉnh táo mới đi siêu thị các bạn. Đó thì cũng ăn mặc cũng bình thường, cũng phong độ, mặc quần sọt rồi áo thun đen rồi giày dép mặt mũi thì cũng bình thường. Đó chứ không có cái dấu hiệu gì, cho nên khi mà anh bước vào siêu thị đó, nhân viên họ không có nghi ngờ. Cho đến lúc mà sau khi camera ghi nhận lại những hình ảnh anh này đó thì cái video được phát tán trên mạng và đồng thời công an cũng xuống kiểm tra. Nhiều người comment cho rằng là ông nội ơi, sao đúng cái thời điểm nhạy cảm dữ vậy? Những cái comment khác thì nói là những cái người này nên là bảo vệ ở gia đình chứ không nên là cho đi lan như vậy, rất là ảnh hưởng. Và tài khoản Facebook khác nói là người đàn ông này cũng cần phải đi xét nghiệm coi có dương tính Covid-19 hay không để anh đi lang thang như vậy. Nói chung là cũng nhiều comment lắm các bạn ơi, có sự là chia sẻ thông cảm nhưng mà họ mong muốn là phải gia đình và kiểm soát chặt chẽ hơn nữa để cho anh này khỏi đi như vậy, làm ảnh hưởng cho tới người khác và ảnh hưởng tới cộng đồng. Đôi khi những cái hành động của anh không có kiểm soát được rồi anh làm gây hoang mang dư luận trong cái thời gian qua. Sau khi mà cái clip được lan tràn trên mạng đó các bạn, thì những hình ảnh của anh được mọi người chú ý hơn nhiều, mọi người quan tâm. Quan tâm ở đây là cái sự lo lắng, bất an trong khoảng thời gian mà hiện tại là Covid-19 đang tăng nhiễm cao ở Đà Nẵng nha các bạn. Đó là hình ảnh của những người bị bệnh tâm thần như các bạn lâu lâu xuất hiện ở trên mặt cộng đồng mạng, những cái vụ việc mà chúng ta hoang mang lo lắng. Tuy nhiên những người mà bình thường đi nữa thì cũng làm cho dân cư mạng và tất cả cộng đồng mạng cũng hoang mang lo lắng. Giống như cái anh vừa rồi mình có chia sẻ hai cái video clip 134 và vlog 135 đó các bạn, nói về một anh chàng thanh niên mà nhân viên du lịch của một cái công ty hướng dẫn cái đoàn ở Bình Dương 16 người đi đến là lưu trú tại Đà Nẵng. Và sau đó là anh khoe những cái chiến tích của anh là dẫn cái đoàn rời khỏi Đà Nẵng trốn thoát trong đêm. Cái người bình thường có những cái hành vi mà khỏi nói là cũng gây hoang mang dư luận trong thời gian qua đó các bạn. Thì cái video vlog 134 và 135 mình có chia sẻ về một người thanh niên hướng dẫn viên du lịch đó các bạn, dẫn một cái đoàn từ Bình Dương 16 người lưu trú tại Đà Nẵng. Và sau đó là anh khoe những cái chiến tích của anh là dẫn cái đoàn ở Đà Nẵng này là trốn thoát khỏi Đà Nẵng ra Huế một cách an toàn, mong Covid đừng theo ra Huế mộng mơ gì đó vân vân. Thì sau đó cái vlog 135 mình có chia sẻ ngày hôm qua đó các bạn, thì sau khi là các cơ quan chức năng làm việc với anh này là bị phạt 10 triệu đồng các bạn, và đồng thời cơ quan chức năng đề nghị gỡ cái bài đó xuống và đồng thời ghi lại đính chính lại những cái lời của anh nói, hoặc là làm cái video clip để xin lỗi và ghi lại những cái lời đính chính, những cái điều mà anh làm á, những cái lời nói của anh đã hoàn toàn sai hay các bạn. Thì anh này á, là cũng vậy, vô tình làm như vậy là trong cái thời điểm tâm dịch rất là nhạy cảm mà anh ghi những cái lời anh như vậy trốn thoát khỏi Đà Nẵng. Thì các bạn biết là tất cả những người mà đi từ Đà Nẵng về hiện tại là đang theo dõi y tế tại nhà, hoặc là đi đến cơ quan chức năng khai báo để các cơ quan chức năng người ta hỗ trợ là theo dõi kiểm tra sức khỏe của mình. Còn cái này anh dẫn một cái đoàn mười mấy người mà anh nói là trốn khỏi Đà Nẵng đi ra Huế một cách an toàn, thì lúc đó là dân cư mạng hoặc tất cả những người ở Huế người ta rất là lo lắng nha các bạn. Tại vì những cái ca nhiễm ở Đà Nẵng đã phát hiện rồi mà bây giờ trốn khỏi cách ly mà đi tới đó, thì cái việc anh này là nói cũng không đúng sự thật. Khi anh lưu trú khách sạn người ta cũng có ghi lại thông tin và khai báo y tế, khi anh đến Huế thì cũng có khai báo y tế, khi mà đi đến đâu thì cũng có sự khai báo ở y tế và người ta kiểm soát cũng rất là chặt chẽ, chứ không phải như anh này ghi trên Facebook cá nhân như vậy ha các bạn. Thì trong cái thời gian qua đã làm dư luận xôn xao rất là nhiều về cái vụ này. Cái người bình thường đó các bạn mà còn vậy, huống chi cái người tâm thần này. Cái anh tâm thần này là ảnh không có cái ý thức đó, cho nên khi mà ảnh đi siêu thị thì chắc có lẽ là ảnh cũng biết đường đi và đi đến đó thì xem những cái gói hàng gì đó. Rồi trong cái tâm não của anh không biết lúc đó như thế nào mà anh là lấy tay anh bôi nước bọt, anh bôi bôi như vậy. Thì là người ta rất là sợ trong cái thời điểm tâm dịch này mà không đeo khẩu trang nữa mà lấy nước bọt mà bôi như vậy thì rất là ô nhiễm luôn đó. Và các bạn biết là sau đó bên chính quyền địa phương cũng đóng cửa cái siêu thị mini này ở phường Bình Thuận đó các bạn. Thì đóng cửa để khử trùng và kiểm tra cho an toàn các bạn.
Thì sau khi điều tra xong thì mới biết là cái anh này tâm thần mới ra viện được 2 ngày. Thì cái điều đó bây giờ là đã gỡ rối và tất cả mọi người cũng biết được cái thông tin là anh này bị bệnh tâm thần. Thì tuy nhiên dân cư mạng cũng có cái comment lại là cũng yêu cầu xét nghiệm anh này để xem ảnh có bị như thế nào hay không, để sau đó là theo dõi và kiểm tra sức khỏe của anh tại nhà. Đó, thì cái điều đó thì cũng đúng thôi, tại vì trong cái tâm dịch như thế này thì mọi người có những cái hành động mà thái hóa thì cũng hơi nghi ngờ, và đồng thời phải kiểm tra chặt chẽ và khai báo y tế để hỗ trợ giúp đỡ cho trước mắt là bản thân mình, sau đó cho gia đình mình và cho cộng đồng nữa. Các bạn ơi, thường thường thì cái tên đó nó cũng một chút gì đó là nó đối nghịch với con người các bạn ơi. Thật ra cái anh này tên Trần Hoàng Thiện. Thì mọi người, và khi cha mẹ sinh ra, khi đặt tên cho con á, mỗi một người có một cái tên là mong ước của cha mẹ, là một cái điều tốt đẹp, mang đến điều may mắn tốt lành cho con. Tuy nhiên có những cái tên á, thì cũng hơi là xấu xí, ví dụ đặt tên ở nhà Tèo Tí gì đó vân vân. Nhưng mà có những cái tên cũng là rất là hoa mỹ, giống như anh này tên Trần Hoàng Thiện mà thật sự là rất là tội nghiệp cho anh. Ảnh tên là Trần Hoàng Thiện nhưng mà ảnh không có được hoàn thiện, cho nên mọi người cũng thông cảm và chia sẻ những cái nỗi niềm mất mát của anh trong cái con người của anh, cho nên anh không có ý thức điều đó, thì mọi người cũng bỏ qua, cũng không có lên án về những cái hành vi đó. Nhưng mà họ sẽ sợ, bước đầu chưa có điều tra được thì họ rất là sợ và hoang mang những cái hành vi của anh làm như vậy nha các bạn. Rồi bây giờ thì được công an điều tra và được công bố những cái kết quả là biết rằng anh này là bị bệnh tâm thần mới vừa ra trại 2 ngày. Thì cái điều đó thì làm cho mọi người cũng yên tâm, biết được cái kết quả điều tra như vậy thì mọi người không còn hoang mang lo lắng nữa. Trong cái thời điểm tâm dịch như thế này thì cũng mong mọi người là bảo vệ sức khỏe. Hiện tại thì đi đâu làm cái gì hoặc là trong cơ thể mình có vấn đề gì thì khai báo y tế để trước mắt là giúp cho bản thân mình, thứ hai là cho gia đình mình và bảo vệ cộng đồng và những người xung quanh chúng ta được an toàn. Xin phép các bạn mình dừng video clip ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả thương yêu mình. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người, hãy tiếp tục theo dõi. Và các bạn đừng quên share và like video clip này cho bạn bè cùng xem. Và các bạn ơi, hãy giúp mình trong cái thời gian tới đây, các bạn là xem nhiều hơn nữa để cho mình có cái thời gian xem nó nhiều hơn. Các bạn nhấn vào cái hình ảnh đại diện kênh đó, rồi sau đó các bạn vào danh sách phát, và trong đó trong danh sách phát thì có tin tức mỗi ngày, kiến thức làm YouTube, rồi ẩm thực gia đình vân vân, và nhiều cái danh sách phát lắm. Các bạn xem lại thích những cái đề tài nào thì các bạn nhấn lại xem lại giúp mình. Trong khi xem các bạn nhấn like cho mình hoặc là những cái comment chia sẻ góp ý chân thành nhất. Rồi mong tất cả mọi người hãy ủng hộ mình nha. Một lần nữa đa tạ tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Rồi thôi, sẵn dịp đây, sáng hôm nay mình quay một tí, vài phút về cái cảnh không lan của mình thôi các bạn, để cho các bạn xem nè. Đó, các bạn thấy không? Nếu như các bạn nào mà có yêu thích không lan thì các bạn sẽ mua một vài giỏ lan về các bạn chăm sóc ha các bạn, cho nó vui. Đây các bạn ơi, nếu như bạn nào mà có thích những cái phong lan để treo trước nhà thì các bạn mua vài giỏ về các bạn chăm sóc ha. Các bạn chăm đôi khi nó nở hoa nè, rồi mình chăm bón nó rất là vui. Bên đây có một cái hoa lan mà mình không có quay tới được các bạn ơi. Đây nè. Ok. Ở đây mình có 50 giỏ lan các bạn ơi. Đó, mỗi lần ra hoa là nó ra cũng nhiều lắm các bạn. Đây các bạn thấy không? Đó. Nó ra hoa nhiều lắm, và đặc biệt là đem rô nắng nha các bạn. Nó thơm ơi là thơm luôn. Các bạn thấy hoa này không? Đó. Đem rô nắng là nó thơm dữ lắm luôn á. Giờ này khoảng tầm 9-10 giờ là nó thơm ngất ngay luôn các bạn ơi. Đây là hoa lan dendro tím trắng các bạn. Ở đây nó còn mấy cái đài nữa nè. Đó, mô mốt thôi, cái chậu này là nó còn 3 cái đài hoa nữa nè các bạn thấy không? Quá trời nó ra hoa luôn đó. Ok rồi, chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha. Tạm biệt, hẹn gặp lại lúc sau.